10 mẹo phối đồ giúp bạn trẻ ra 10 tuổi. Một chiếc thắt lưng nhấn eo thêm, vài phụ kiện trang sức đơn giản và chiếc kính dâm có thể khiến bạn trông quyến rũ và trẻ ra 10 tuổi. Một là không nên chọn trang phục với họa tiết quá to và đậm. Tìm được những mẫu họa tiết vừa đẹp, vừa trẻ trung lại vừa tinh tế là điều vô cùng khó. Hơn nữa, nếu họa tiết quá to và đậm sẽ khiến cho hình thể bạn trông lớn hơn, và điều này sẽ làm tăng thêm tuổi cho vẻ ngoài của bạn. Ngược lại, những chiếc áo in họa tiết nhỏ hoặc không họa tiết sẽ giúp bạn trông mảnh mai và trẻ trung hơn. Hai là hãy mặc quần jean bó. Thay vì chọn những chiếc quần jean rộng thùng thình, hãy chọn một chiếc quần jean bó. Quần jean bó rất dễ để phối với nhiều kiểu áo khác nhau. Hơn nữa, chúng còn làm nổi bật dáng người của bạn và khiến bạn trông thon gọn, trẻ trung hơn. Ba là cẩn thận với trang phục giáng xuân. Trang phục giáng xuân có thể là một giải pháp tốt nếu bạn muốn che đi vòng hai của mình. Tuy nhiên, đôi khi váy giáng rộng thùng thình có thể khiến bạn trông to và già hơn. Trong trường hợp này, bạn có thể phối với một chiếc áo khoác lửng và cố định phần eo với một chiếc thắt lưng. Bốn là nhấn phần eo. Khi chúng ta già đi, ngực và bụng của chúng ta dường như hợp nhất thành một. Vì vậy, chọn phụ kiện nhấn eo có thể giúp chúng ta trông trẻ trung và thon thả hơn. Hãy chọn một chiếc thắt lưng bản to, một chiếc áo khoác ngoài hoặc một chiếc áo cardigan có dây buộc ngang hông để khiến bạn trông như có một vòng eo thon gọn. Năm là phối cùng một cặp kính dâm phù hợp. Một cặp kính dâm phù hợp với gương mặt bạn có thể trẻ hóa diện mạo của bạn và khiến bạn trông sang hơn. Ví dụ, kính dâm mắt mèo có thể giúp khắc phục vấn đề với những nếp nhăn quanh mắt và khiến bạn trông trẻ trung hơn. Là chọn đồ trang sức đơn giản. Trong khi thế hệ cũ là những người hâm mộ những món trang sức lấp lánh và cầu kỳ, những người trẻ tuổi lại thích những phụ kiện đơn giản. Vì vậy, thay vì đeo đầy cổ và tay những chiếc vòng cầu kỳ phức tạp, hãy chỉ đeo một vài chiếc đơn giản nhưng tinh tế khi bạn ra ngoài. Bảy là không nên mặc quá nhiều màu đen. Màu đen chắc chắn giúp tôn lên dáng người và dễ để phối đồ cho mọi sự kiện. Tuy nhiên, khi chúng ta già đi, da của chúng ta có xu hướng trở nên nhợt nhạt hơn. Vì vậy mặc đồ đen có thể nhấn mạnh các nếp nhăn, nước da tái nhợt của bạn và làm nổi bật quầng thâm quanh mắt. Là mặc áo ngực đúng kích cỡ. Mặc áo ngực sai cỡ không chỉ gây khó chịu mà còn có thể khiến bạn trông già đi 10 tuổi, bởi nó ảnh hưởng đến cách bạn phối đồ. Nếu chọn sai cỡ áo ngực, nó sẽ khiến bạn trông xuề xòa và kém sang trọng. Chính là chú ý đến đường viền cổ áo. Bạn có thể cố gắng che đi nếp nhăn trên cổ bằng một chiếc áo cao cổ, nhưng trên thực tế, một chiếc áo hở cổ sẽ khiến bạn trông trẻ trung và quyến rũ hơn.
hãy thử một chiếc áo len, áo khoác hoặc váy có cổ chữ V với cổ áo hẹp. Mười là không nên mặc quần lửng quá ngắn. Quần lửng quá ngắn sẽ khiến chân bạn to và ngắn hơn bởi chúng làm nổi bật bắp chân và đùi. Thay vào đó, bạn nên chọn một chiếc quần có độ dài đến khoảng cổ chân hoặc mắt cá chân.